Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Từ đêm mùng 1 tháng 11, gió bắc đến đông bắc trên đất liền cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, vùng biển Cô Tô, đảo Trần, Vân Đồn gió cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1,25 đến 2 m. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở các nơi phổ biến từ 18 đến 20 độ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Về tình hình thời tiết cụ thể, các khu vực trên đất liền đều cơ bản là ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tại khu vực miền Đông giao động từ 19 đến 28 độ. Còn tại các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến ở mức từ 21 cho đến 28 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như các khu vực trên đất liền nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 21 đến 27 độ. Gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết các khu vực của tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đã báo, song thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Trời vẫn xe lạnh vào đêm và sáng, sau đó vào ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ 26 cho đến 29 độ khu vực Tây Bắc Bộ có thể cao hơn từ 1 cho đến 2 độ. Đối với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Và ban ngày khu vực này vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh thành miền Trung phổ biến ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh phía Nam tiếp tục có mưa rải rác vào chiều tối. Vào ban ngày trời nắng vừa phải, nhiệt độ ban trưa tại khu vực Tây Nguyên giao động từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó tại Nam Bộ là từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Còn vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 cho đến 3,5 mét, Biển Đông mạnh hơn. Ngoài ra, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định vẫn có mưa rào và rông rải rác. Tàu thuyền cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 trong mưa rông.